Tân Miss Universe vừa đăng quang đã làm việc chấn động, phân biệt đối xử chơi xấu với Bùi Quỳnh Hoa. Sau hơn nửa tháng diễn ra, Miss Universe 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Senis Blasius, người đẹp đến từ Nicaragua. Thiếu một chút may mắn, người chiến Thái Lan đã đoạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đêm chung kết, nhiều beauty fan theo dõi nhất cử nhất động của top 2 Miss Universe năm nay. Đặc biệt, các fan Việt đã phát hiện Senis Blasius và Antonia Porcel đều đã bấm follow một hoa hậu đến từ Việt Nam. Cứ ngỡ đó là Bùi Quỳnh Hoa vì cô cũng là đại diện thi cùng top 2 năm nay, tuy nhiên đây đều không phải là đáp án. Nàng hậu được cả Senis Blasius và Antonia Porcel theo dõi trên Instagram là Hehanie, top 5 Miss Universe 2018. Tuy không phải là hoa hậu đăng quang tại cuộc thi năm đó, nhưng người đẹp đến từ Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và nhiều hoa hậu ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài vẻ đẹp hình thể bốc lửa và không hề lép vế khi đứng cạnh dàn ngựa chiến Latin, Hehanie còn mang đến câu chuyện truyền cảm hứng, chạm đến cảm xúc của nhiều người khi dùng toàn bộ tiền thưởng sau đăng quang để từ thiện, lựa chọn giáo dục thay vì kết hôn ở tuổi 14. Đến nay, tuy đã 5 năm kể từ đêm chung kết Miss Universe 2018, nhưng Hehanie vẫn thường được nhiều fan nhắc đến và các nàng hậu ở nước ngoài bấm follow trang cá nhân. Tài khoản Instagram của người đẹp ED gần chạm mốc 1 triệu lượt theo dõi. Đêm chung kết Miss Universe 2023, Hoa hậu Hoàng Vũ đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Nicaragua, Senis Blasius. Kết quả này được cho là vô cùng xứng đáng với màn thể hiện đầy ấn tượng. Ngoài ra, danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về các đại diện đến từ Thái Lan và Úc. Senis Blasius sinh năm 2000 là một người mẫu, nhà phát triển cộng đồng tại Nicaragua. Được biết, cô từng đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 40 chung cuộc. Tân Miss Universe với vẻ đẹp cuốn hút, quyến rũ cùng làn da rám nắng khỏe khoắn, người đẹp sở hữu khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn cùng bờ môi căng mọng. Không những thế, cô còn ghi điểm với vóc dáng quyến rũ, săn chắc không một chút mỡ thừa. Với lợi thế hình thể cùng visual ấn tượng, Senis Blasius từng không ít lần đốt mắt người nhìn qua loạt ảnh khoe sắc vóc. Ngoài đời, Tân Miss Universe theo đuổi phong cách thời trang khá đơn giản nhưng không kém phần nữ tính hiện đại. Cô thường diện những item basic như áo phông, áo crop top để khoe vòng eo con kiến, phối cùng quần jean để thêm phần trẻ trung năng động. Đôi lúc Senis Blasius cũng đầy điệu đà nổi bật trong những bộ cánh mang màu sắc rực rỡ cách điệu. Sau khoảnh khắc đăng quang làm nên lịch sử cho Nicaragua, người đẹp Senis Blasius đang tất bật với những hoạt động của ban tổ chức cũng như tham gia các buổi giao lưu với fan sắc đẹp. Mới đây, cô diện váy vàng ngắn cũn, khoai chân dài miên man trên sóng truyền hình. Bộ váy đơn sắc nhưng vẫn mang lại sự nữ tính cho tân hoa hậu Hoàng Vũ. Mái tóc tém cá tính của cô chính là điểm thu hút đặc biệt người đối diện. Gương mặt rạng rỡ đúng với tinh thần chiến thắng sau khoảng thời gian dài thi thố. Chiều cao 1m80 cùng đôi chân dài miên man của cô là một lợi thế giúp mình nổi bật khi đọ sắc cùng bất kỳ người đẹp nào. Tại phần thi ứng xử, Senis Blasius nhận được câu hỏi nếu được đặt mình vào hoàn cảnh sống của một phụ nữ khác trong cùng một năm, bạn sẽ chọn ai và vì sao? Tôi muốn thấy khoảng cách thu nhập của người phụ nữ sẽ được thu hẹp để họ có thể làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào họ lựa chọn, bởi vì không có bất kỳ giới hạn nào cho phụ nữ cả, Senis Blasius nói. Cô sẽ có một năm để đồng hành cùng ban tổ chức Miss Universe nhằm lan tỏa nhiều thông điệp tích cực đến cộng đồng.